Hi, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với con CLMM chấm fan này Thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em cái thủ thuật để giúp anh em kiếm thu nhập trên con CLMM chấm fan này một cách hiệu quả nhé Thì như em thấy này, con CLMM chấm fan này nó sẽ lấy từ mã giao dịch cộng với mã mô mẩn nhé Thì nó xanh chín hơn ở những cái con CLMM khác Là con này nó sẽ lấy mã mô mẩn từ một cái trang web mang tên là random.org Đây, đây là một cái trang web cho số ngẫu nhiên rất là uy tín luôn Đây, random.org thì em có thể copy và mình mở ra trong web này để mình kiểm tra coi như thế nào rồi thì đây là một cái trong web lấy kết quả ngẫu nhiên uy tín như thế giới hiện nay luôn đấy và khi mà mình chơi mình nên đọc cái con CMM là gì đây CMM hay gọi là chẳng lấy Momo nhá là một loại trò chơi giải trí nhá mọi người lưu ý cho mình đây chỉ là một trò chơi giải trí nhá đấy nên anh em không cần canh cú cho những trò chơi này à, buồn buồn anh em vào anh em thả một vài tay đấy còn không thì thôi đấy mình chỉ chơi uh, giải trí mình kiếm một vài chục cũng được đấy cũng không phải nhất thiết thắng thua trên game này nhá đây có thể giúp anh em kiếm tiền nhanh chóng chỉ sau một vài thao tác trên momo nó thuộc lại trò chơi cá cược và đang phổ biến à, hiện nay nhé đấy vì à, con clm chấm phân này à, với một cái tính chất của nó là uy à, tín này nhanh gọn và bảo mật cho anh em thì về công thức chơi và cách thức chơi của nó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn nhưng mà trước khi chơi á, thì anh em nên đặt qua một lưu ý này để tránh trường hợp mà mình chuyển sai nội dung hay chuyển sai tiền mà mình mất nhé Ok thì à ừ, anh em khi anh em chơi trên con cm com này á thì anh em sẽ có là 10% cơ hội trả tưởng lên tới là hai lần này. Và trước khi chơi thì đọc qua những lưu ý sau cho mình. À, đây. Mục 1 thì à, tuyệt đối không nên chuyển tiền vào cái số để trả thưởng cho mình nhá. Đấy mục 2 là số phải đúng với quy định của trò chơi này. Mục 3 là những cái con số nó sẽ có hạn mức là 40 triệu trên ngày và 180 triệu trên ngày. Đấy và cái mục 4 này, nếu mà chuyển sai hạn à, hạn mức cái nội dung ấy, thì anh em sẽ có hoàn tiền cược tối đa 3 lần trên ngày đấy để được hoàn tiền cược vui lòng à, anh em có thể liên hệ ở cái bộ phận chăm sóc khách hàng ở mục này nhé đây à, telasbot đơn lỗi nhé đấy và ngoài ra công ghép này sẽ có một cái group là group giao lưu anh em có thể vào đây và mình à, học hỏi thêm kinh nghiệm mà chơi đấy và công thức chơi ở đây nhé rồi thì ở đây anh em sẽ thấy qua cho mình ví dụ cái tay này mình đánh này này nó sẽ có là mã giao dịch này à, mã mô này à, kết quả này nội dung này đấy và kết quả cuối cùng đấy thì hạ khi hai cái mã này nó cộng lại với nhau thì nó sẽ ra cái cùng một kết quả cho mình đấy và đối với nội dung anh em chơi như thế nào thì anh em sẽ có kết quả như vậy nhá ok thì bây giờ mình sẽ test thử một vài tay cho mọi người à, bây giờ mình sẽ copy số điện thoại này ở đây thì sẽ có các nội dung như là bgg1 hoặc là c 1 thì ở đây là nội dung là tài xỉu đấy thì nghĩa là bgg1 là 01234 là xỉu đấy và c và 1 nghĩa là 56789 là tài nhá Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử nội dung BGG1 có như thế nào nhé Có 1, 2, 3, 4 này Đấy, bây giờ mình sẽ copy số điện thoại rồi đúng không Mình sẽ vào trực tiếp con Momo của mình luôn nha Rồi nhá. sau khi anh em đã copy số điện thoại rồi Thì mình sẽ vào trực tiếp con Momo của mình Ở đây thì anh em sẽ thấy cho mình là cái mục gọi là uh, chuyển tiền này Anh em sẵn trực tiếp vào đây Đấy, ở đây thì mình sẽ có cái thanh tìm kiếm đúng không Thì anh em sẽ dán cái số điện thoại mình vừa copy Anh em dán trực tiếp vào thanh tìm kiếm này cho mình nhé Ok, sau khi mình đã dán rồi thì em điền cho mình à, nội dung em cần chơi. Đấy thì hồi nãy mình nói mình đánh sẽ đánh là BGG1 đúng không? Đấy thì mình sẽ điền nội dung là nhắn vào đây. Đấy và kèm theo đó là số tiền em chơi thì này mình sẽ chơi min từ 10k nha mọi người. Thì min ở cái con sẽ là một chấm phân ấy, nó chỉ từ 6k thôi thì em cũng có thể test từ 6k nhá. này mình chơi 10k cho nó tròn này. Ok thì sau khi em điền đầy đủ đúng không? Thì anh em sẵn là cái mục chuyển tiền này cho mình nhé Ok nhá, thì tới cái bước này đây là cái bước xác nhận này. Thì cái bước này anh em chưa mất tiền nha mọi người. Đấy, tổng tiền của mình là 10k. Và phí giao dịch của mình là miễn phí. Ở đây thì anh em có thấy cho mình là cái mã tham chiếu không? Đấy, thì cái mã của nó ra đuôi là 261. Đấy. Nếu mà trong trường hợp mà anh em không ưng cái mã này thì anh em có thể hoàn tác về. Đấy, và mình có thể tạo ra một cái mã mới. Và nếu mà mình đã ứng rồi ấy, thì mình sẽ xác nhận này. Xác nhận này là có một xác nhận chuyển tiền nha mọi người. Đấy thì ok, nếu mà mình đã ưng rồi thì lần này bây giờ mình sẽ xác nhận chuyển tiền. Và để coi mã giao dịch nó có ra đôi 261 không nha mọi người. Ok nhé, sau khi mình đã chuyển này, giao dịch đã thành công rồi đúng không? Đấy, thì lần này mã giao dịch của mình là ra đuôi 261 này. Đấy, cái đối với cái đuôi 261 này thì điều anh em cần làm là anh em sẽ ấn trực tiếp vào đây. Đấy và mình sẽ copy cái mã này và mình sẽ kiểm tra ở cái trang web chấm fun kia có như thế nào anh em nhé. Ok nhé, sau khi mình đã hoàn thành xong rồi đúng không? Thế thì ở đây anh em sẽ có cái mục nhà mã giao dịch này thì anh em sẽ dán trực tiếp nó vào đây. Đấy và mình sẽ ấn vào cái mục kiểm tra. Đấy, thì đối với cái tay này anh em có thể thấy qua cho mình khi mà à, mã giao dịch của anh em cộng với mã mẫu ấn Đấy, 261 cộng với 0 087 đúng không? Để ra đuôi là 348 thì nội dung BG1 thì mình đã thua. Đấy. Bây giờ tiếp tục anh em sẽ đánh. ở đây mình có một cái mẹo cho anh em chơi. Khi mà ra nội dung như thế nào thì anh em sẽ đánh như cái nội dung đấy. Thì ví dụ ra nội dung là số 8 này. Đấy, thì nghĩa là số 8 là C và vào 1, nghĩa là cái con tài này, đấy 56789 này. Đấy, thì anh em sẽ chuyển qua anh em đánh nội dung c và vào 1 cho mình. Đấy, thế này bây giờ mình sẽ có uh, copy sơn thoại mới nhé đấy và mình sẽ cho cái nội dung xe vào mờ mờ để coi là như thế nào nhé ok sau khi mà mình đã điền số điện thoại kèm theo đó là nội dung hoặc là, là nhắn đấy thì ok đã thành công rồi thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái mục chuyện này đấy thì em thấy không mỗi cái thao tác mà mình chơi á, chỉ đâu đó mất khoảng từ 10 tới 15 giây là mình đã chơi thành công một ván rồi nhá đấy nên là anh em cứ từ từ anh em chơi đấy không phải vội nha mọi người Ok sau khi em đã điền đủ nội dung như thế này thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái mục chuyện này nhé yeah, thì đấy sau khi mình đã chuyển xong thì anh em sẽ ấn trực tiếp vào nó sẽ ra một cái giao diện như thế này đúng không thì cái giao diện này thì anh em sẽ copy cực kỳ dễ dàng ở cái mục này đấy anh em sẽ ấn vào thì cái đôi lần này của mình đã ra đôi là 310 đúng không ok thì mình sẽ ấn trực tiếp vào để mình copy đến kiểm tra coi như thế nào anh em nhé ok sau khi mình đã copy thành công rồi đúng không thì mình sẽ dán trực tiếp vào đây đấy mình sẽ vào cái mục kiểm tra này đấy thì lần này đối với cái đuôi 310 của mình cộng với đuôi 648 ra đuôi 958 đúng không thì nội dung sẽ vào một đôi số 8 là mình ăn rồi đấy đã thắng nhé đấy thì nó khá đơn giản như thế này thì khi em chơi thì em sẽ đi tìm cái cầu về cho mình thì tiếp tục á, bây giờ nó ra nội dung số 8 nghĩa là cvv một tiếp thì mình lại đánh tiếp tục con cvv m -C v một cho mình đấy thì khi mà anh em đã bắt được cái cầu bề từ ba đến năm tay liên tục thì chắc chắn là anh em đã kiếm được thu nhập khá ổn định rồi đúng không? đấy mà khi mà mình đã bắt được cầu bề nhé thì em sẽ gấp 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 đây ở cái thay tiếp theo cho mình đấy để mình ăn tầm ba năm tay là mình sẽ nghĩ nha mọi người. ok thì về con CL, uh, con clmm chấm fan này thì mình cũng đã trải qua và cũng như là chơi lâu đó khoảng hơn một tháng rồi anh em hoàn toàn yên tâm về cái tốc độ trả thưởng của nó nhé ok thì anh em nào có phần nào không hiểu là hoặc là có cái thủ thuật nào cần mình review này hoặc là chơi thử cho mọi người thì chứ comment dưới video mình sẽ giải đáp cho anh em nhé thì video này sẽ kết thúc tại đây nha mọi người hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của mình nha bye bye mọi người